Các bạn thân mến, khi đọc những vần thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh dành tặng cho người con của mình là Minh Vũ, thì nhà thơ Vi Thùy Linh đã từng vô cùng xúc động khi đọc đến những dòng thơ trong bài thơ mang tên là Cắt Nghĩa. Ngày hôm nay, hãy cùng với chị chúng ta đi tìm hiểu về bài thơ này và chúng ta sẽ cùng chia sẻ xem tại sao nhà thơ Vi Thùy Linh lại ấn tượng nhiều như vậy với bài thơ này các em nhé. Bài thơ Cắt Nghĩa của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Thằng em thì hay hỏi, không kể chuyện như anh. Tuy con má chẳng sinh, con vẫn quen gọi má. Má ơi, ai sinh cá? Ai làm ra cái kem? Đêm sao lại màu đen? Ban ngày sao màu trắng? Ban ngày làm bằng nắng, màu xanh làm bằng cây, quả ớt làm bằng cây, tiếng ồn sinh tàu điện. Gió trong con ốc biển, ghé tai nghe mà xem. À, lại còn cái kem thì làm bằng mùa rét. Bông hoa làm bằng Tết, Tết làm cho hương thơm, con làm bằng yêu thương của cha và của mẹ, của bà và của ông, của má nữa, biết không? Con làm bằng tất cả. Có thể thấy rằng là đây là một bài thơ mà Xuân Quỳnh đã dùng cái sự lý giải của mình để có thể giải thích cho Minh Vũ, để xem là con được làm bằng gì, con sinh ra từ đâu, và ở đây trên tất cả không chỉ là con là của cha, của mẹ, là của bà, của ông, mà con của má nữa, biết không, và con làm bằng tất cả. Chúng ta có thể cảm nhận được quả thực đây chính là một cái tình yêu thương vô cùng chân thành. Không phải là vì một cái lý do là con anh hay là con của em, mà đối với bản thân của Xuân Quỳnh thì đó đã là con của chúng ta rồi. Và Xuân Quỳnh dùng tất thảy tình thương của mình để tặng những tình thương vô cùng chân thành đó cho con của Lưu Quang Vũ, cho con của Xuân Quỳnh và cho con chung của hai người. Có thể cảm nhận được một lời thơ vô cùng giản dị và gần gũi của nữ sĩ Xuân Quỳnh được truyền tải qua bài thơ này. Và chúng ta cũng có thể khẳng định một điều rằng là tình yêu thương của Xuân Quỳnh dành cho những thành viên trong gia đình mình, dành cho những đứa con của mình là một tình yêu thương không bao giờ có thể phai mờ đi được. Chị hy vọng rằng là với phần chia sẻ ngày hôm nay ở trong phần video clip này thì các bạn đã có thêm những dẫn chứng để trong quá trình khi mà chúng ta viết những bài văn về nữ sĩ Xuân Quỳnh thì các bạn có thể có được những bài viết thật hay các em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo, và chúc cho các bạn nhỏ của chị sẽ có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye.